Em làm được mà. Hồi hộp chết mất. Hy vọng là đúng. Mình đã cố hết sức. Làm đúng không nhở? Chắc sai rồi đúng không? Tự nhiên làm chi không biết. Khó quá mà. Nhìn vào học hỏi nè. Cậu chỉ cần làm vậy thôi. Ta-da! Tớ biết, tớ là thiên tài mà. Sao có thể? Không tin được. Woohoo! Tự do rồi. Cậu thấy mặt giáo viên không? Không tin được là Kevin lại để đệm mông hài hước lên ghế của cô. Cậu thích Kevin nè nè. Hey, đừng có nắm tóc tớ. Thôi đi. Tớ phải cho cậu xem cái này. Đây là bạn mới của tớ. Nhìn muốn ôm quá. Nhưng xem nè. Hả? Teddy bị sao vậy nè? Ô không, bút của tớ bị chảy mực. Không hay rồi. Mẹ sẽ giận cho xem. Đưa cho mẹ. Mẹ rất thất vọng. Đủ rồi, ra khỏi nhà đi. Con khiến gia đình thật xấu hổ. Mình phải đi đâu đây? Đây là cuộc sống mới của mình. Mình thành dân du mục rồi. Chỉ có mình và con đường thanh thang. Và một con gấu khổng lồ. Chắc nó muốn ôm. Chắc không đâu. Không thể để chuyện đó xảy ra. Mình không muốn bị gấu ăn thịt. Tớ nghĩ ra ý này. Tớ sẽ xịt keo lên hộp khoai tây chiên. Tớ muốn làm một cái khung. Tớ sẽ làm hết và chỉ để lại một khoảng trống nhỏ. Tiếp theo dán dây kéo lên khung. Hộp đựng bút mới của cậu nè. Cho tớ sao? Đẹp quá. Wow, phải dùng ngay mới được. Bút của tớ đâu? Vừa y luôn. Mickey cậu là nhất. Chứ gì nữa? Kiếm tốn đi. Cả lớp chú ý. Hôm nay là ngày kiểm tra. Và cô đã làm nó rất khó đấy. Ok, đây là câu hỏi đầu tiên. Đâu là dung dịch kiềm? Ống này hay ống này? Em biết. Là ống màu xanh ạ. Em nghĩ sao Stacy? Em đồng ý không? Em không biết. Chúng ta học rồi mà. Em phải biết chứ. Nhìn bừa bộn quá. Em cần phải... ok. Thử một câu khác nhá. Đây là ai? Câu này em cũng biết. Đó là người đàn ông có mái tóc ngộ nghĩnh. Ý là về mặt lý thuyết thì em đúng. Cô ấy giỏi quá. Cái gì đây? Em không biết. Em biết. Đó là cách dùng trong phòng thí nghiệm. Em trả lời đúng liên tục đấy Mickey. Cảm ơn cô. Ai giải được câu này? Khó đấy. Không tin được. Bẩn quá đi mất. Nhớ phải dùng. Đợi đã. Các em không thấy đúng không? Kệ đi. Các em có 4 lựa chọn. Câu này khó quá. Không khó với mình. Sao cậu ấy biết hết các câu trả lời vậy? Ý là cậu ấy không thể thông minh thế được. Cô ấn tượng đấy Mickey. Chắc hẳn cậu ấy đang gian lận. Tớ giúp nhá. Ai đó viết nguệch ngoạc trên mạng vậy? Mình sẽ làm nó trông sạch như mới. Hey, bà làm gì vậy? Thôi đi. Bỏ khăn lau của tôi ra. Tôi nghiêm túc đây. Wow. Đây là cơ hội của mình. Chỉ cần chút trợ giúp. Mình thích công nghệ. Tới đâu rồi nhỉ? Tại gì? Em đang quay cóp sao? Em á, không đời nào. Ok. Stacy, đưa điện thoại cho tớ. Nhanh lên, trước khi cô thấy. Cảm ơn. Đây là câu hỏi tiếp theo. Mình biết giúp thế nào rồi. Mình sẽ quét keo dọc theo rìa của ốp lưng. Rồi làm một đường keo nữa ngay bên cạnh. Sau đó dán bút chì lên. Mình sẽ làm tương tự khắp ốp điện thoại. Mình muốn che điện thoại đi. Đây là giải pháp cho tất cả các vấn đề của cậu. Ok. Ai nghĩ mình có thể trả lời câu này? Mickey, cái gì vậy? Hả? Cái này ạ? Chỉ là bút chì của em thôi. Ok, được rồi. Này, cầm lấy. Wow, cảm ơn cậu. Để nó ở đây. Mình sẽ có tất cả các câu trả lời trong tầm tay. Thôi nào, cô không rảnh cả ngày đâu. Câu nào? Tuyệt quá. Em biết rồi.
Câu đó ạ. Tốt lắm. Cảm ơn Mickey. Trò này tuyệt vời ông mặt trời nhỉ. Nhưng mà mình tự nhiên đói quá đi. Dạ dày mình đang gào rú ầm ĩ luôn đây này. Ê, gái ơi, nhìn đi. Cậu nhìn thấy tớ đang đói bụng à? Xin lỗi cậu nha. Mà khoan, tớ có giải pháp này cực ổn áp luôn. Ta-da, tớ đã giấu thanh sô-cô-la này dưới tay áo á. Trời ơi, cậu đúng là cứu tinh của tớ. Nhưng hình như quả cầu của tớ tiên đoán cái gì kìa. Là tớ với cậu đang chén sô-cô-la đấy. Thôi toang, tụi mình bị bắt quả tang rồi biến hình kìa. Tớ chẳng muốn làm sóc đâu. Tớ trèo cây cùi bắp lắm luôn. Tụi mình phải nghĩ ra trò gì đó thôi. Tại tớ đang chết đói ở đây này. Tụi mình không biết có thể... Này, tớ lại có giải pháp rồi. Và giờ là một chút phép thuật. Hoàn hảo, quá vừa vặn trên điện thoại tớ luôn. Nhiều sô-cô-la thơm ngon thật đấy. Phải làm ngay một miếng mới được. Ôi thần linh ơi, ngon quá đi. Hai em kia, đang làm gì ở dưới đấy đấy? Ủa, đang ăn vụng đúng không? Dạ đâu có thầy, cái này là điện thoại ốp điện thoại của em thôi ạ. Thế thì quay lại luyện phép tiên đoán đi. Thành công rồi bà con ơi, ăn thêm chút nữa đi. Các em đã chuẩn bị cho bài kiểm tra rồi nhờ? Miễn là có sách giáo khoa thì sẽ ổn thôi. Các bạn thử nước ngọt này chưa? Ý là ngon tuyệt luôn. Mình nghĩ mình đã sẵn sàng. Mình đã học hết rồi. Chỉ cần bình tĩnh thôi. Để đầu óc thoải mái. Và điểm A sẽ là của mình. Phải mua thêm nước ngọt mới được. Nào cả lớp, đây là bài kiểm tra. Cái gì đến phải đến rồi. Thời gian bắt đầu. Làm bài thôi. Mừng là có thể dùng sách. Như vậy sẽ dễ hơn. Nó đâu nhở? Chỉ ở đâu đó trong này thôi. Đến lúc rồi, làm thôi. Sẽ dễ như ăn bánh ấy mà. Không cần căng thẳng đâu. Thời gian đang trôi qua. Không tìm thấy. Quá dễ luôn. Tiếp theo là gì đây? Ở trong này nóng lên hay sao vậy? Không ổn rồi. Tôi nghĩ cậu đã chuẩn bị rồi. Ta đang cố tập trung. Các em phải nhanh lên. Cát trong đồng hồ đang chảy này. Sắp hết giờ rồi, các em làm cho xong đi. Chắc chắn mình sẽ đậu. Ow. Hey, có ý tưởng gì lớn sao? Cậu đập sách vào đầu tớ. Đau đấy. Đợi đã, mình biết phải làm gì rồi. Nó sẽ ngăn Mickey đập sách vào đầu mình. Mình sẽ để một số ống hút nhiều màu lên giấy cách nhiệt. Giờ mình sẽ ủi qua tờ giấy. Như vậy sẽ làm ống hút chảy ra, nhưng không bị cháy. Giờ mình sẽ đục một lỗ ở đầu. Rồi luôn chỉ qua lỗ đó và thắt nút lại. Cái này sẽ giúp Mickey. Hey! Gì vậy? Wow! Tuyệt quá! Như này rất dễ để tìm thấy đáp án. Đúng là thứ mình cần. Nào, hết giờ rồi. Nộp bài đi các em. Mình làm được rồi. Đúng là nhẹ nhõm. Woohoo! Yeah, là mình đây. Các bạn sẽ làm được. Ra ra. Cả nhóm cố lên. Woo! Cảm ơn. Mọi người tốt quá. Mình luôn có thời gian cho fan. Nhớ là mình chỉ nhận tiền mặt hoặc vàng nhé. Giờ đi đi. Làm người cổ vũ khó lắm đấy. Nhưng trông xinh đẹp thì quá dễ đối với mình. Tuy nhiên cần trang điểm lại một chút. Chào Stacy, chào tớ xin chữ ý ký nhá. Tớ là fan cứng của cậu đấy. Cậu có thể ghi tặng bạn thân Mickey được không? Cậu có gì trên tóc nè? Sao nó ở đó được vậy? Yuck. Ôi trời, xấu hổ quá. Stacy, tớ xin lỗi. Vậy đã, mình có ý này. Mình sẽ để vào bút chì cho một cái khuôn trái tim. Thêm ít nữa. Sau đó đổ epoxy resin trong suốt vào.
Giờ đợi cho nó cứng lại, có thể lấy nó ra khỏi khuôn rồi. Tiếp theo mình cần móc hoa tai và mình đã có trang sức tùy chỉnh. Wow, xinh quá! Stacy, quay lại đây, tôi có cái này cho cậu nè. Hoa tai á, cho tớ sao? Wow, thích quá! Trùng hợp với màu mắt của cậu. Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện lột xác chưa? Chuyện gì vậy? Mình thấy như được sống lại và nhức đầu. Nào đi chơi nhé, đợi chút. Tốt hơn nhiều rồi. Wow, mọi thứ mờ ảo quá. Ouch. Ups, là lỗi của tớ. Nào, tớ giúp cậu đứng dậy. Vẽ tranh là vui nhất. Ngoan lắm bé con. Màu sơn mới này đẹp xỉu luôn. Chả cần bút nữa. Không sao đâu con yêu. Bút chì ngon ghê cả. Cẩn thận chứ. Đừng có ném lung tung nữa con. Bye bye. Này con gái. Thôi ngay. Con xin lỗi mẹ. Thôi được rồi. Con gái siêu to khổng lồ. Nhìn nó lại thèm mới lệ chứ. Hay là một miếng nữa thôi. Hả? Mẹ nói gì với con nào? Chán mẹ ghê. Mẹ không quan tâm, đừng có làm thế nữa. Cắn một xíu thôi mà. Khoan. Lại nữa hả? Thôi ngay, không còn em nữa nghe chưa hả? Mẹ đang tập trung sơn móng tay đấy. Đủ rồi. Tới công chuyện luôn. Xem mẹ có gì này. Đừng mà mẹ. Không, nhưng mẹ sẽ làm cho nó đẹp hơn. Đổ nước vào một cái bát, rồi đổ sơn móng tay vào. Dưới sơn móng tay khắp mặt nước ấy nhé. Càng nhiều màu càng tốt. Cứ sáng tạo tí nha. Khi đã đổ xong, hãy lấy một chiếc bút chì và nhúng bút vào bát nước. Nhúng hẳn xuống dưới để sơn móng tay phủ kín. Lấy ra khỏi nước và nó sẽ có hiệu ứng hoa văn cẩm thạch. Cho con này con gái. Wow, nhìn đẹp quá mẹ ơi. Cho con dùng nhé. Con thích bút này. Cảm ơn mẹ ạ. Dừng vui nhỉ con. Này đẹp thật đấy. Không được đâu nha. Đừng cho vào miệng. Úi, chút thì quên. Ngoan lắm. Mình đã xong màu này rồi. Màu này xinh nè. Con gái của mẹ dễ thương quá. Dừng lại ngay. Để thầy kiểm tra sách mấy đứa nào. Em biết là không được mang đồ ăn vào lớp phép thuật rồi cơ mà. Còn có cả biển cấm rảnh rành đây này. Mang vứt đồ ăn ngay đi. Để tôi xem em đang giấu cái gì nào. Ôi thôi, kẹo với bánh trái của mình. Tên học trò ngốc này. Tài thưa không che được mắt thánh đâu nhá. Em có muốn tôi biến em thành một con kỳ nhông không hả? Muốn không? Hình như giáo sư hôm nay lại nổi cơn rồi. Nhưng mình không muốn vứt hết đồ ăn đi đâu. Ấy, chờ đã, nghĩ ra rồi, dùng mũ của mình đi. Ok, mình cần một miếng băng keo hai mặt. Mình sẽ dính nó vào bên trong cái mũ. Giờ đến lúc cần tới Snickers rồi nè. Một miếng băng keo vừa tới 4 thành sô-cô-la luôn đấy. Nhưng sao chỉ có 4 thôi nhỉ? Đứng lại cho thầy, em đang giấu đồ ăn phải không? Dưới mũ em có cái gì thế hả? Để tôi hóa phép cho nó bay lên và xem thử nhá. Hình như tôi không thấy gì cả. Mong là thầy không kiểm tra bên trong mũ. Em có vẻ trong sạch đấy. Cái lũ học trò này lúc nào cũng tưởng là có thể qua mặt được mình. Chẳng có thầy cô nào ở đây. Cơ hội đây rồi. Ăn vặt thôi bà con. Ngon rớt nước mắt luôn. Đúng thứ mình cần rồi. Ui, sao mà cậu em mang kẹo vào lớp được thế? Chắc lại hối lộ thầy chứ gì. Một người thôi ạ. Được, nhưng cô phải vứt nó đi. Không được đem đồ ăn vào dạp. Tôi vừa mua nó thôi mà, làm ơn đi. Nếu cầm cái này thì còn lâu mình mới được vào. Mình sẽ phải giấu giếm một chút. Nhìn hai quả cầu tua rua của mình nè. Mình là một hoạt náo viên đấy thấy không?
Đội mình cố lên. Yeah. Của tôi một bé. Bộ đồ trông hơi lạ để đi xem phim đấy, nhưng tôi thích nó. Cảm ơn. Chúc xem phim vui vẻ nhé quý cô. Lại một ngày mới, lại phải đi học. Mình phải tiếp thêm năng lượng mới được. Kẹo ngọt ơi, Mi làm ta chơi vơi. Chỉ cần ngửi mùi là cũng đủ tiếp thêm sinh lực. Này, đó có phải là mùi của thứ tôi đang nghĩ không? Hả? Được rồi đây này. Một miếng thôi nhé. Này, cậu ăn hết cả thanh mất rồi. Tại nó ngon quá mà. Đúng vậy, không đùa đâu. Ôi, thanh sô-cô-la quý giá của mình. Mình phải giấu nó kỹ hơn mới được. Khỏi những ngón tay thấy máy của Bella. Nhưng bằng cách nào mới được? Chắc chắn là mình có rất nhiều bút chì. Và điều đó thật may mắn. Hãy dán bút chì thành một hàng. Đặt thanh kẹo ở một đầu. Rồi cuộn lại như bánh burrito. Bằng cách này nó đã được giấu kín hoàn toàn. Cuối cùng thì tất cả sô-cô-la đều là của mình. Giờ thì ăn trộm một miếng xem nào Bella. Mình nên nghĩ ra điều này sớm hơn mới phải. Mình ngửi thấy mùi sô-cô-la à? Nhưng có thấy gì đâu. Như thế, không có gì ở đây đâu. Chắc mũi mình có vấn đề. Hoặc là mình bị đau đầu rồi. Sophia ơi, tớ mang món kẹo tụi mình đều thích nè. Ngồi cùng cậu đúng là thích dễ sợ. Để lấy hàng ra chuẩn bị học nào. Mong là hôm nay không quá chán. Phải chén chút đường để bắt đầu đã. Cảm ơn gái nha. Cái vỏ này khó xé thế nhở. Nào rách coi. Dán keo 502 hay sao ấy. Và một khi Pajia chia tách. Thật là trời. Các em coi thầy cô là trò đùa hay gì? Ôi trời, diễn nào. Phải giả vờ nghe bài thôi. Các em đang làm gì ở đây thế hả? Kẹo à? Sao mà cô cứ thế cầm đi được vậy? Tớ sợ muốn rớt tim ra luôn á. Đến đâu rồi nhỉ? Người lớn thật bất công. Thỏi son dưỡng đó trông giống cục kẹo của mình quá. Cùng kích cỡ luôn ý. Đưa tớ xem nào. Trước tiên mở nắp son dưỡng ra. Dùng thìa để múc son ra nè. Khi đã hết son thì cho kẹo vào trong thôi. Vừa vặn dễ sợ luôn đó. Sao tớ không nghĩ ra từ đầu nhỉ? Wow, cậu thông minh thật đó. Oh, ngon quá đi. Cậu đúng là cứu cánh của tớ đó. Như cô vừa nói. Đến giờ nghỉ rồi mấy em ơi. Hóa ra là thế. Dừng đi anh bạn. Tiệc này có luật cấm đồ ăn nước uống. Ôi trời, anh ấy đuổi bạn kia vì mang đồ ăn. Nhưng mình phải làm gì với chuỗi kẹo này đây? Không bỏ được. Hay là ăn hết bây giờ nhỉ? Ngon xỉu. À, mình sẽ giấu ở đây. Cho vào tay áo và biết tất. Ok, ổn rồi đấy. Nhập tiệc quẩy tưng bừng nào. Để xem nào. Em có mang đồ ăn nước uống gì không? Em đùa anh đấy à? Anh thấy kẹo rồi nhé. Kẹo nào? Đây chỉ là phụ kiện cho trang phục Hawaii thôi. Lượn đi cho nước vào trong. À, sao anh ấy không tin mình chứ? Này, chờ một chút. Nhưng mà mình có thể dùng vòng hoa. Ok, đầu tiên mình sẽ đặt vòng hoa xuống bàn. Đó, giờ thì tách toàn bộ hoa ra. Bye bye hoa nhé. Ok lạ, đó là bông cuối. Giờ thì mình có dây cho vòng hoa. Mình sẽ trải nó ra bàn cho dài và phẳng như thế này. Tiếp theo, xin giới thiệu giải kẹo sặc sỡ đẹp nhất của đất. Mình sẽ xếp theo sợi dây như thế này nè. Chuẩn, và giờ thì lặp lại cho đến hết sợi dây luôn nhé.
quá trời kẹo luôn, ngon xỉu. Giờ thấy gấp các đầu này vào bên dưới. Mình cần uốn chúng thành ruby băng được treo trên sợi dây. Ok, hãy bổ sung thêm kẹo nhé. Kẹo ngon là tuyệt nhất. Sau đó tất nhiên mình phải lấy chỗ hoa vừa nãy ra để nhìn nó giống như vòng hoa thực sự, mà cũng đẹp đấy. Ok, trông rất ổn áp rồi đó, thử xem có bị phát hiện không. Tuyệt, nó đã trở thành một chiếc chân váy xinh. Mình thật thông minh. Chào anh, em vào nhập tiền được không ạ? Em chính là cô gái lúc nãy. Để anh nhìn em cho kỹ đã nhé. Ok, rất chi là ổn. Nhưng trước tiên uốn người quá xa. Em làm được mà. Yay, vui quá. Ôi trời đất, khó dã man ý. Mình cần chút kẹo tiếp năng lượng mới quẩy được. Đố ảnh biết được. Ngon dã man. Giờ thì mình đã có năng lượng để quẩy bay nóc cả đêm. Quẩy lên nào anh em ơi. Sao tiết này dài vậy không biết. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi rồi. Mấy cái bài kiểm tra này là mình thèm. Các bạn đoán đúng rồi đấy. Món kẹo cao su ngon lành của tớ. Lại còn thơm quá trời nữa. Đừng phát ra tiếng nha, làm ơn. Cẩn thận nào. Gần mở được rồi. Thêm chút nữa thôi bà con ơi. Không. Hả? Kẹo cao su hả gái? Cho tớ với. Đây, chính là điều mình sợ. Đấy, vui chưa? Không còn cái nào luôn hả? Mình phải mua thêm mới được. Mà mình nghĩ ra rồi. Bỏ phần trên của bút đánh dấu. Bắt kéo ruột mực ra. Sau đó, cho món kẹo yêu thích của bạn vào. Thông minh thật đó trời. Giờ sẽ chẳng có ai biết là mình có đồ ăn nữa. Thấy không? Im lặng như tờ luôn. Chẳng có gì ở đây đâu mọi người ơi. Không đi học vui nhỉ? Mình tới trễ không ta? Mình bỏ lỡ mất gì rồi? Rõ ràng là thứ gì đó rất nhàm chán. Mình nên ăn trước khi đến lớp chứ nhỉ? Giờ mình sẽ ăn vụng một chút. Món khoai tây chiên yêu thích của mình. Ôi thèm chảy nước miệng luôn rồi này. Còn mùi nào thơm hơn nữa không? Gì à? Em biết quy định mà đúng không? Xin lỗi quả. Em sẽ đợi mà. Đừng bắt em phải làm vậy. Em không muốn tuân theo quy định phải không? Dạ, không được đâu. Vậy thì ra khỏi lớp. Vâng, mình sẽ ăn snack ở chỗ khác. Quy định của cô thật buồn cười. Lỡ mình chết đó thì sao? Xem nào, bìa cạp giấy của mình đó rồi nhỉ? Mình có thể dùng nó để ngụy trang đấy. Phải rồi. Đổ bịch khoai tây chiên ra. Rồi cứ cuộn nó lại như thế này. Cho đến khi nó lộn ngược ra ngoài nhé. Dùng hai cái kẹp bướm. Kẹp nó ở phía dưới. Rồi bỏ khoai tây chiên lại vào bịch. Rồi cuộn bị lại. Và cố định với một cái kẹp khác. Cuối cùng, gắn kẹp vào những cái vòng trong tấm bìa. Rồi đóng tấm bìa lại. Sẽ hoành tráng lắm đây. Diễn sâu vào, diễn sâu vào. Bella, không có đồ ăn, cô thấy không? Được rồi, học tiếp đi. Cô Appleby không hề biết. Chúng ở ngay dưới mũi của mình. Chỉ cần không nhai quá lớn thôi. Mình thấy rồi đấy nhé. Thấy gì cơ Betty? Biết điều gì làm tiết học thú vị hơn không cả nhà yêu? Ê gái, ăn không? Thầy không để ý đâu. Ừ, nói suốt thế kia mà. Này các em. Thầy đang tới kìa. Giả chân lên gái ơi. Em chào thầy. Thầy đừng lấy kẹo của em mà.
Chán thật đấy. Đừng lo. Ê, Sophia, tớ không muốn mạo hiểm nữa đâu. Sophia này, thật à, tớ không muốn vào sổ đầu bài đâu. Thế thì tớ ăn hết. Phải tập trung nào. Mà khoan đã, sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ? Tớ có ý hay cực nè. Bắt đầu với lọ bút chì thế này nhé. Rồi vẽ theo đáy. Đến lúc cắt nó ra rồi. Bơm keo nóng vào giữa hình tròn. Kiểu zig zag là đỉnh nét đó. Sau đó dính bút chì lên. Hoàn hảo. Giờ đến lọ bút chì này. Một khi đã đổ kẹo vào trong thì bỏ bút chì lên trên nè. Đây. Cậu muốn thử trước không? Tớ thích xanh dương lắm. Che đi trước khi thầy thấy. Tụi mình giỏi ăn vụng ha. Giờ đến vòng 2 nè. Tự dưng sao mình đói cuồn cào nhỉ? Khoan, cây bút chì, tất nhiên rồi, nếu đó là kẹo thì sao ta? Yes, mình sẽ tận hưởng cái moment này. Hả? Cậu ấy đang làm cái khỉ gì thế kia? Đi về thôi. Hả? Gì? Ăn không? Tớ muốn ăn bút chì không á? Bút chì? Đúng. Tớ tưởng tượng nó là thức ăn vì đang đói quá. Ôi David, đây, để tớ cho cậu xem bút chì của tớ khác thế nào nhé. Tớ sẽ bắt đầu với sô-cô-la như mọi lần. Rồi tớ đặt một viên lên thìa và lấy máy sấy tóc. Dùng máy sấy tóc thổi cho sô-cô-la chảy ra. Rồi cầm lấy một chiếc bút chì. Cậu có thể dễ dàng lấy cục tẩy ở đầu ra. Tớ sẽ nhét một cái ống nhỏ vào đầu của cây bút chì. Như vậy, tớ có thể đổ sô-cô-la đã tan chảy vào bên trong. Nhìn kìa, sánh mịn thơm ngon. Nhưng phải để cho kẹo khô lại nhé. Ta-da, tẩy sô-cô-la trên cây bút chì nè. Cậu có theo dõi cách làm không đấy? Mong là có. Nè, cho cậu cây này. Wow, cảm ơn Madison, cậu là số 1. Hết nước chấm, đã cái miệng lắm lắm luôn. David đừng, nào, phần còn lại thì vẫn là bút chì thông thường thôi. Ôi đúng, tớ lại quên mất, sorry. Hả? Được rồi, mình sẽ cần đồ uống nữa. Ủa? Nước nôi của mình đâu mất rồi? Chắc mình bị hoa mắt rồi. Khoai tây chiên thì sao nhỉ? Ủa? Mọi thứ biến đâu mất rồi ta? Jake. Vâng, em nhớ mà. Cũng ăn vặt trong lớp. Giờ mình phải làm gì đây trời? Chờ đã, cậu ấy ăn gì vậy? Cậu ấy đâu có xỉ nách đâu. Này, đồ ăn ở đâu ra đấy? Ừ, đây chỉ là một quyển vở thôi mà. Không, nhìn bên trong ấy. Lấy một quyển vở ghi bình thường ra nào mọi người. Bạn sẽ cần một con dao. Giờ chúng ta bắt đầu cắt nhé. Cắt một hình vuông lớn ở góc. Giờ bỏ hết các trang bị cắt đi. Nhìn nè, có chỗ cho kẹo rồi. Vừa như in nhé. Giờ chỉ cần đóng lại. Tên, cứ tự nhiên nha. Ngon quá đi mất. Cẩn thận, thấy đến kìa. Các em có đồ ăn quanh đây không thế? Chắc không rồi. Chuyện tranh này đúng là bá đạo. Có ai không ta? Sới chút kẹo ngọt nào. Bố ơi, bố đâu rồi? Chết, tụi nhỏ về nhà rồi. Bố treo con bức ảnh này lên tường trong phòng con với. Đi mà, không lâu đâu bố. Thôi được rồi, đưa bố cái búa với đình đây. Yay, con cảm ơn. Hoa quả, đang thèm táo xanh. Wow, bố đang giấu kẹo. Kẹo của bố giờ thành của con rồi. Đã xong, cân rồi đấy. Ôi không, bố đang quay lại. Này Tina ơi, bố treo tranh rồi nhá. Con cảm ơn bố nhiều, bố là số 1. Thỉnh thoảng con bé này kỳ ghê. Thôi kệ,
thư giãn tiếp nào. Cẩn thận để ý xem có ai ở quanh đây không. Mất kẹo rồi. Tina. Ok cả lớp, làm bài kiểm tra nào. Mong là các em đã ôn bài. Chắc chắn mình sẽ trượt. Ồ, mình biết câu này. Chán quá đi, thôi thì đoán bừa, trúng đầu thì trúng. Còn hơn là để giấy trắng. Ừ, câu này khó quá. Mình sẽ cần trợ giúp. Gì đấy? À, không như cô nghĩ đâu ạ. Đưa cho cô. Chuyện chẳng như mình đã định. Ok, sang kế hoạch B. Ôi không, cô giáo đang đến. Phải giấu đi mau. Cô sẽ coi chặt em đấy. Thế ạ? Còn đây cô ơi. Phải nhanh lên mới được. Ôi không, đây đúng là thảm họa mà. Để thử cách khác xem sao. Cấp cứu, cấp cứu. Tớ cần đáp án. Ồ, tuyệt. Em đang đùa cô à? Con bé lại gian lận nữa. Có nghe không? Tốt. Ok, câu tiếp theo là 45. Em chào cô, hân hạnh được gặp cô. Đưa cho cô. Khoan đã. Naomi, em gặp rắc rối to rồi. Jared, giọng cậu sao lạ quá vậy? Đó không phải là Jared đâu. Vải thưa đòi trẻ mắt thánh. Cô biết mọi mánh khóe của mấy đứa. Alo. Rõ quá đáng. Phải làm sao giờ? Ồ, phải rồi. Hết ngón tay mất rồi. May là mình đã rửa sạch chân. Ok, đến đâu rồi? Giờ con bé lại làm gì nữa? Naomi. Sao thế ạ? Em đang cố tính nhẩm mà. Và đã xong này. Vui thật đấy. Em nộp bài ạ. Chà, làm nhanh quá. Này, Annie, cậu giúp tớ với. Không thành vấn đề. Xem nè. Cậu cần phải nhân các số với 2. Như thế này. Rồi thêm dấu phẩy thập phân. Dễ thế thôi đó. Wow, tuyệt quá đi mất. Cảm ơn. Ước gì mình biết mẹo này sớm hơn. Xong rồi, mình có thể nộp bài. Mong là em ấy làm tốt. Hả? Không, không thể nào, em được điểm A. Em là thiên tài mà. Tốt, không ai ở đây. Đã đến lúc ăn kẹo rồi. Ú, có kẹo, cho tớ. Ờ, không có gì. Ủa, tụi nó lấy hết rồi. Chẳng còn lại viên nào. Đang thèm ăn mà. Ồ, mình có kẹo cao su. Thèm ăn từ sáng tới giờ luôn. Kẹo cao su à? Không, đợi đã, của tớ mà. Sao mọi người cứ lấy của mình vậy? Bực mình chết đi được. Ok, tỏ ra bình thường. Không ai nghi ngờ gì cả. Mình phải nhanh. Tớ ngửi thấy mùi xì nách. Muốn ăn xì nách cơ. Hả? Mình phải thật khẽ khàng. Chắc là chẳng có gì đâu. Đi, 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 đi. Cái quái. Này, quay lại đây. Hết sạch rồi. Khoan đã. Mình có một ý này hay. Mình sẽ cắt lọ này ra làm đôi. Sau đó mình sẽ bọc giấy thật đẹp. Trông xinh này. Mình sẽ cho kẹo yêu thích vào nửa lọ. Rồi thả một cái nắp nhựa vào. Rồi đặt bút chì lên trên là xong. Trông y như hộp đựng bút. Nhưng có chứa bí mật thơm ngon. Cơ hội đây rồi. Nếu nhấc phần giấy lên, mình sẽ có thể lấy kẹo ăn. Sẽ chẳng ai biết được đâu. Ồ, chỉ là bút chì. Cứ tưởng cậu có kẹo. Phù, suýt thì tiêu. Nhưng hiệu quả. Được rồi cả lớp, chúng ta làm bài kiểm tra nhé. Cô sẽ thu toàn bộ pha của các em. Nào nào, đưa ngay cho cô. Đừng có mà cố giấu nữa. Ôi trời. Vâng, đây ạ. Cô giáo đang đi về phía mình kìa. Khoan, mình biết phải làm gì rồi. Mình cần giấu tờ phao đi. Mình sẽ dùng khuyên tai để mở sim trên điện thoại. Mình đã chuẩn bị sẵn tờ phao nhỏ xíu này. Có ghi các phương trình. Mình sẽ gấp nhỏ lại để nó còn nhỏ hơn nữa. Và giờ mình có thể trượt nó trở lại vào trong điện thoại để giấu nó đi. Được rồi, mình đã sẵn sàng hoàn thành bài kiểm tra với trợ thủ đắc lực này. Nào nào, đưa điện thoại đây cho cô. Cô cần kiểm tra cái đã. Ok đấy, trả em này. Ok, vậy là cô đi rồi. Mình có thể mở phao trong điện thoại ra. Mình phục mình quá. Vậy là mình có phao để xem rồi. Mình đúng là thiên tài. Và thêm một nữa nha. Có thắc mắc gì không? Tỉnh lại nào các em. Dạ em tỉnh. Rất là tốt.
Giờ nhìn kỹ nha. Thấy chưa? Các em sẽ phải làm mấy món này. Giờ lăn vào bếp nào. Ok là triển thôi má. Ủa, sao nữa ta? Tớ không làm theo sách đâu. Cứ nghe theo lời tổ tiên là được. Ủa gì đấy? Không ăn gian nha. Kệ cậu chứ. Đi hí một xíu chắc là không sao nhỉ. Ôi không, ly của cậu ấy. Đỡ được rồi, đỡ được này. Tuyệt. Có ai nhìn thấy không ta? Mình sẽ xu nó luôn vậy. Mà nó có vẻ tiện đấy. Đầu tiên là chồng đồ ăn lên này. Sau đó đục lỗ bằng cái ly. Giờ đến bước hay ho này. Dưới trứng lên nha. Và thêm chút bột. Một tẹo nữa. Và đến giờ chiên nè. Xem ẻm sôi xèo xèo nè. Cắt một phát nha. Giờ hãy tận hưởng món ngon béo ngậy này thôi. Nhớ chấm sốt nữa đấy. Thầy ơi, em xong rồi ạ. Và bỏ dụng cụ xuống nào. Món gì tuyệt vời quá vậy. Đỉnh của chóp. Cực kỳ xịn sò. Em cũng thấy mình làm xịn ạ. Vẫn đang làm đấy à Liam? Ủa? Lần sau tớ sẽ làm cho cậu một chiếc. Món đó ở đâu trong sách vậy ta? Jasmine ơi! Ưu, mệt dã man. Ôi chào Justin. Lại nữa sao? Ôi, xin lỗi. Để tớ thử xem. Hãy xem kỹ thuật này nhé. Tớ là cao thủ thổi bóng bay đấy. Đã bảo rồi. Hay quá ta. Tớ có cả thùng bóng bay nè. Mình phải tem tem cái miệng lại. Thổi đúng này đến năm sau mất thôi. Cũng đành chứ biết sao. Mình thấy hơi chóng mặt rồi. Nhưng vì Jasmine thì có nhằm nhò gì. Nghe hơn của tớ. Ôi không, tớ không quý bóp bóng đâu. Úi. Tớ thấy không ổn chút nào. Đừng lo, để tớ giúp. Hay là tớ chọc cậu nhỉ. Ổn đã hơn rồi. Phiu. Suýt thì tớ bay đi luôn. Nhìn kìa. Quá trời bóng luôn. Giờ thì cậu muốn làm gì? Đúng rồi. Dán bóng vào tường đi. Tuyệt. Wow, nhìn hay quá à. Nhưng chẳng được mấy hồi. Ôi chà, chúng mình phải nghĩ cách khác thôi. Chờ một chút, chúng mình có thể dùng băng dính hai mặt. Tớ sẽ xé một dải. Và tớ cầm một quả bóng. Tớ sẽ đặt vào đây. Rồi lột phần vỏ ngoài ra. Ok, thử xem nào. Lần này tớ thấy có điểm lành đấy. Dính rồi kìa. Tớ sẽ buộc nơ vào nó. Nhìn đẹp hơn hẳn. Ý hay đấy. Làm nốt cho bóng kia nào. Chỉ còn một việc nữa. Vậy là xong rồi. Bất ngờ nè. Dễ thương quá. Các em làm cho cô đấy à. Cô xúc động quá. Cảm ơn các em. Sao mà thèm ăn bánh mì ghê. Để lúc nướng bánh rồi. Trong lúc chờ đợi, mình sẽ cắt bơ ra. Ái chà. Xong rồi. Nướng vừa tới rồi này. Giờ đến bước phết bơ. Càng nhiều bơ càng tốt nha. Nhưng sao bơ cứ dính trên dao vậy? Kìa. Đừng dính nữa má ơi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ra coi. Bình tĩnh nào. Mình không thể thân thiện được nữa. Vào cuộc thôi. Em má ơi, cậu làm gì thế hả? Tớ bực lắm rồi đây. Và cắt. Đấy. Wow, xịn sò nha. Vẫn dính này, tức ghê. Thêm quả nữa hả? Wow. Quá đã. Chém kiwi và cam đi này. Có ai có xà lách trái cây không nhỉ? Vì tớ có vài lá cười đói đây này. Một quả nữa. Yeah. Thật luôn hả trời. Cục bơ này bị hâm dở gì vậy? Tớ có ý này nè. Dùng giấy sáp cuốn quanh dao và bơ sẽ không dính nữa đâu.
Giờ tụi mình có thể dùng mấy miếng này rồi. Các bạn chỉ cần một cái hộp xịn thôi. Đặt bơ lên miếng bánh mì và phết thật là đều tay này. Chúc ngon. Mình không thích kiến. Gì vậy trời? À, báo thức. Đã đến giờ dậy rồi à? Điện thoại đâu rồi ta? Ok, tắt báo thức đi thôi. Cái gì vậy trời? Điện thoại của mình lại biến đâu rồi? Đây rồi, hóa ra là ở dưới chăn. Mệt nhất là buổi sáng đấy. Điện thoại đâu nữa rồi? Gì kỳ vậy? Sao điện thoại dính trên tóc mình được? Lúc nào cũng lạc mất điện thoại. Ước gì mình gắn nó ở đây được nhỉ? Mà được chứ sao không? Lại triệu hồi bút 3D thần thánh nè. Ok, mình sẽ bắt đầu với những đường này. Giờ thì vẽ các đường ngang và dọc. Đó, làm xong cái lưới rồi, trông giống bánh quế quá ha. Sang màu khác nào, vẽ giống khung vừa nãy chỉ là nhỏ hơn thôi. Ổn rồi, xong thêm một khung nữa. Lại vẽ màu khác nè. Và cái này còn nhỏ hơn nữa nha. Bây giờ ghép hết lại với nhau. Đủ tất cả các mảnh đây rồi. Đẹp ghê, để thử nghiệm coi sao. Cực vừa vặn cái giường của mình luôn, cả điện thoại nữa. Một ngày mới lại đến, còn điện thoại thì ở ngay đây. Ok, em đi đây, bye. Em đi chơi vui nhỉ? Em đi thật đấy nha. Xin chào Hagiwagi, xin chào. Juan, thế còn Jasmine? Mình phải làm việc này sao? Chúc may mắn bố nhá. Ok, chỉ có con và bố. Bắt đầu thôi. Ngồi im nào. Không có cử động đột ngột nghe chưa? Hình như đúng rồi nè. Xinh nè. Con thích lắm. Còn bộ này thì sao? Xinh đó. Ổn đấy ạ. Cũng không khó lắm. Con xinh quá bố ơi. Thế bố con giỏi không? Còn phải đi dép nữa nhỉ. Đường này trùng hợp với con đó. Không. Chỉ còn giày dép là xong rồi. Chán quá. Cá bóng bay này, mình sẽ nghịch nó vậy. Bố ơi, bắn thử rồi hay sao ý? Hả? Chờ chút. Bố nghĩ giấy hay rồi. Bố sẽ tân trang cho đôi dép tông này. Bố sẽ buộc quả bóng bay này vào quai dép. Buộc chặt tay mới được nha. Rồi buộc thêm thật nhiều bóng bay vào quai. Bố sẽ dùng nhiều màu khác nhau cho nó sặc sỡ. Wow, trông cũng ra gì phết. Dép sặc sỡ rực rỡ đỉnh chưa? Trông chả khác nào những bông hoa nhỏ. Wow, khắc bọt quá ta. Của con này bé yêu. Ôi, xinh quá bố ơi. Bố đúng là siêu nhân của con. Bố thổi giúp con với. Ok con dê. Chờ xíu. Bố thổi được mà. Chắc chắn là được. Ôi trời. Có ai thấy bé cún nhà tôi không? Chị có thấy bé chó này không? Trông thế này ạ. Xin hãy cầm một tờ. Và nhớ nhờ bạn bè để mắt giúp tôi nhé. Xin cảm ơn. Về nhà với anh đi mà. Mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Phải đeo thêm vòng cổ cho ẻm thôi. Khoan. Đã có cách rồi đây. Mình có giấy nến nè. Dùng súng bắn keo, phun một đốm ở giữa. Rồi đặt thẻ tên bằng giấy lên. Giờ lại phun keo lên trên thẻ. Đừng lo, cứ phun cho kín tấm thẻ nhé. Giờ thì để nó khô và đặt một tờ giấy nến khác lên trên. Nhấn xuống thật chặt nè. Xong rồi. Chà, gần xong thôi. Ta-da. Hoàn hảo rồi. Gắn nó vào cái móc đa năng thôi. Giờ bạn có thể đeo lên cổ cho cún. Cún sẽ không bao giờ rời xa mình nữa. Nếu em bị lạc, nhớ nhờ người ta gọi vào số này nhé. Giờ đi chơi đi.
Tuyệt vời, bữa tiệc nhỏ xinh này sẽ tuyệt lắm cho xem. Mọi thứ đã được trang trí siêu đáng yêu luôn. Phải kiểm tra chỗ cốc mới được. Xếp ra xem nào. Con chào mẹ. Nước ngọt và bim bim này, vui quá. Mà mình đói meo rồi. Trong tủ lạnh có kẹo này. Ủa, cái gì đây ta? Hình như là ghi chú. Kẹo này cho buổi tiệc mà. Chán ghê. Chắc mình phải tìm cái khác thôi. Cái này cũng là để ăn tiệc sao? Cả mứt nữa, hay quả trứng này? Không, sao trứng cũng để dành cho tiệc chứ? Mọi thứ trong tủ lạnh đều là cho bữa tiệc hết. Khoan, có pizza trong này này. Không có tờ ghi chú. Tuyệt vời, pizza là món mình thích đó. Chắc chắn là sẽ rất ngon cho xem. Wow, nhìn chỗ lạp xưởng ấy kìa. Hả? Nào, pizza là để ăn tiệc đó con. Đừng ăn đấy nha. Kìa mẹ, con năn nỉ, con đói lắm rồi. Mình sẽ đói chết mất thôi. Còn mẹ thì đứng kia tám chuyện điện thoại. Mẹ không có nhìn. Mình sẽ cắt một miếng pizza ra. Một miếng thôi sẽ không sao đâu. Mình sẽ cắt ở đây, rồi cắt chéo như vậy nữa nè. Cắt qua cả cái vỏ luôn nha. Mùi thơm xỉu luôn á. Sau đó mình sẽ cắt thêm một đường nữa cạnh đường đầu tiên. Như vậy này, bây giờ mình có thể lấy miếng này. Tuyệt cú mẻo, pizza vô đối. Muốn ăn tiếp quá à. Chắc chắn là ngon y như miếng đầu luôn. Thôi rồi, mẹ sắp nhìn sang đây rồi. Mẹ sắp qua tới nơi rồi. Nhanh nào, phải giấu miếng bị mất đi. Con yêu, con đang làm gì với pizza thế? Con cắt bánh cho bữa tiệc đó mẹ. Mẹ hiểu rồi. Con gái mẹ giỏi ghê. Nhanh lên, lại đây đi. Được rồi, cô đã sẵn sàng thử cho này chứ? Giờ thì bóp kem đánh răng vào nước ngọt. Xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Không thể tin nổi, đẹp quá đi mất thôi. Phải kẻ đúng gốc này mới được. Khoan, gì vậy trời? Sao móng tay của mình gãy hết vậy? Khủng khiếp quá trời ơi. Ok, mình phải bình tĩnh lại mới được. Mình chỉ cần dùng đầu giữa móng khẩn cấp thôi. Có chuyện gì thế kia? Quy định trong lớp thế nào hả? Cô cấm mọi mỹ phẩm trong lớp. Mình không muốn bị mắng như thế đâu. Tốt nhất không rũa móng. Mà khoan đã, mình có một ý hay nè. Chuẩn, chắc chắn sẽ hiệu quả. Ok, mình sẽ đặt cây rũa xuống và đặt thước kẻ đè lên trên. Giờ thì mình sẽ đánh dấu cm trên cây rũa, từ đầu đến cuối luôn. Tốt, đánh dấu hết rồi. Giờ thì viết thêm số nè. Phải có số thì mới dùng được như thước kẻ. Viết sạch đẹp cho giống hàng thật nè. Tuyệt, kế hoạch đã hoàn thiện. Rũa móng thôi. Và nè, dùng làm thước kẻ được luôn. Tuyệt quá, vừa có rũa móng xinh xắn, vừa được điểm 10. Video này tuyệt thế không biết. Mình chẳng thể rời mắt luôn ấy. Cho một like này. Có khi cậu muốn nhìn xuống thìa đấy Madison. Ngũ cốc ngon quá. Nhưng sao khó nhai thế nhỉ? Ôi mẹ ơi! Sao cái thứ này lại ở đó nhỉ? Tự nhiên mất cả ngon. Thôi thì thay đồ luôn, sạch sữa, hết lo âu nhỉ? Nhưng áo nào cũng có dây rút. Tiêu rồi! Trừ khi... mình có thể quấn quanh thìa. Sau vài vòng... thì kéo thìa ra và nhét đầu dây vào đó. Cứ kéo cho đến khi chúng trông như thế này. Giờ thì dây áo sẽ không rơi vào thức ăn nữa rồi. Ok, đang ăn tới đâu nhỉ? Ôi, video này không thể chuẩn hơn luôn. Dã man ý. Chợ này bánh cuốn quá. Thôi mà thầy, để giữ lại cũng được à? Bài của em đây. Cậu có biết vụ này không? Biết chết liền, hay tụi mình giả bộ bị đau tim nhỉ? Bắt đầu làm đi các em. Làm thế nào chứ? Mà tớ có ý này nè. Dạ thưa thầy, cho em đi hái hoa xíu ạ. Được chứ, em cứ đi đi. Em cảm ơn ạ. Tuyệt. Nếu như mình nói, thôi vậy. Chào bé xinh. Giờ bắt tay vào thực hiện kế hoạch nào. Thêm chút ở đây nè. Vài chấm bên này nữa.
Hoàn hảo, nhớ trang trí cái chán nữa nha. Hụt hê hụt mẹ quá đi. Giờ thì tán ra này. Màu này cứ bị xinh nhé. Ok, sao nữa ta? Đây rồi, dùng khăn của mình nè. Thấm nước nóng vào. Giờ chỉ cần dặm lên trán là được. Ồ, trong này nóng như lò lửa ấy. Như vậy chắc là ok rồi. Ôi, mệt mỏi quá đi mất. Thầy ơi, sức lực của em đang cạn dần ạ. Alo, thầy ơi. Chào cả nhà em đi đây. Chuyện gì thế? Ôi, em bị sốt cao quá. Em lên phòng y tế đây ạ. Chào nhỉ. Ơ kìa, không công bằng tí nào. Nhưng cũng thông minh phết, boy cậu. Thầy ơi, em cũng ho sù sù nè. Wow. Bằng nằm dài ăn bim bim. Sao lúc nào mình cũng ăn nhanh thế nhỉ? Còn vụn không ta? Không. Medicine có đầy trong cặp. Cho tới hít. Tham thế medicine. Và còn rất lộn xộn nữa. Kiếp. Ăn khoai tây chiên thôi mà không ngờ no thế. Chắc mình dừng cuộc chơi thôi. Thế giờ cho tớ được chưa? Cậu điên à? Tớ để dành đấy. Cửa hàng Bim Bim giờ đóng hết rồi. Tớ sẽ ăn chỗ này sau. Này Jen, đừng có mà sờ cái túi kia nhé. Medicine, chơi đã. Ui trời, sao lại thế được chứ? Mình ngốc quá đi mất. Tớ thấy vui mà. Lúc nào cậu cũng cười tớ. Nhưng xem giờ ai cười ai nào. Tớ mượn cái này đi nhé. Nhìn mà học này bạn tôi. Để đảm bảo túi đóng chặt các ống hút nhựa như thế này. Để sang bên và cầm lấy túi của bạn. Lấy ống thứ hai và gói vào thế này. Giờ thì chồng cái ống hút bạn vừa cắt lên. Tuyệt vời, mình đóng gói quá siêu. Thử xem nào. Chuẩn, chống đổ. Giá mà mình nghĩ đến cái này sớm hơn. Dù sao cũng hay đấy, mình xem tiếp chứ nhỉ. Nghĩa là ăn vặt cả ngày. Adam, cậu ấy không thể thấy mình thế này được. Mình sẽ quét sau. Tươi lên nào. Chào cưng. Ồ, cậu ấy đáng yêu chưa kìa. Hy vọng cậu ấy không thấy vụn bim bim. Dù mọi thứ trông thật yên ả, thì một động tác thôi cũng có thể thay đổi tất cả. Hey. Đau quá đi mất. Giờ mình nhói hết cả đầu. Adam, cậu ấy còn đấy không nhỉ? Cúp máy rồi, ghê quá. Này, mình nghĩ mình biết cách sửa cái này rồi. Để ngăn điện thoại không rơi vào mặt, thì hãy buộc dây buộc tóc qua ốp điện thoại theo chiều dọc, rồi nhét điện thoại vào lại. Cứ như là tay cầm của riêng mình thấy chứ. Adam, cậu đấy à? Xin lỗi nhé, tớ hậu đậu quá. Điện thoại không rơi nữa rồi. Mẹ của chúng ta và đống tiểu thuyết lãng mạn của họ không được làm rơi. Mẹ còn chẳng để ý Jennifer. Thôi nào, phải nhét hết vào đây. Con yêu, sao cứ sụt xòa gì thế? Con không nhét hết đống giấy con cần vào đây được. Dừng ngay, con làm nhăn hết rồi. Sao đến cái này cũng không biết thế hả? Đưa cho mẹ. Đừng có hòng ăn gian bài vở. Con xin lỗi. Sao con không dùng miếng vỉa mẹ mua cho? Giờ thì rối tung hết cả lên. Thực ra thứ này có thể đa năng hơn ta nghĩ đấy. Lấy một miếng bìa thế này và cắt phần trên đi. Sau đó dán vào các ngăn theo ý thích của bạn. Rồi nhét giấy tờ vào để dễ tìm. Đừng quên cái này nhé. Cảm ơn mẹ sao cũng được. Đây,
cái này trông yêu thế. Giấy tờ của mình trong này hết rồi. Mẹ luôn biết cái gì là tốt nhất. Hy vọng mình giữ thứ này gọn gàng được. Và phần tuyến nhất à, mình có thể tìm thấy giấy tờ mình cần chỉ trong vài giây. Cái biểu đồ phần tử mình cần đâu rồi? À ha, phải nhanh lên trước khi muộn nào. Con sẽ kể cho mẹ sau nhé. Cuối cùng mình được đọc tiếp rồi. Gà sông khói luôn tuyệt nhất. Hả? Mình phải đi tập gym trong 15 phút nữa á? Chắc để sandwich tí nữa ăn vậy. Mình chỉ mang theo đồ tập gym. Nhưng giá mà được ở nhà không làm gì cả, mình có thật sự cần đô lên không nhở? Thôi để ăn bánh sau vậy. Ai mà biết có túi nhựa ở đây chứ. Gặp lại sau nhé ngài sandwich. Tập xong chắc ăn còn ngon hơn ấy chứ. Không thể quên sữa tắm được. Mong là mọi thứ sẽ vừa vào đây. Cái này ở nhà nhé. Kem dưỡng. Rồi, vào hết đi. Sao trong này ướt thế nhỉ? Ôi không, sandwich của mình thành cháo rồi. Cháo xà phòng. Ôi trời, không còn ngửi thấy mùi gà nữa. Ghi nhớ, kéo khóa zip thật chặt. Giờ mình phải làm gì với đống này đây? À, biết rồi. Để giữ cho đồ đạc không bị dính nước thì hãy mở nắp trước khi bạn đút vào cặp hoặc túi. Rồi bọc túi zip to lên chúng và xoáy nắp ở trên túi nhựa. Kiểm tra nào. Không còn bị đổ nước trong ba lô nữa rồi. Giá mà mình nghĩ tới cách này trước khi cất đồ ăn. Giờ đi tập gym thôi. Biết chơi cuốn thật đấy. Nhanh lên, cậu phải giúp tớ. Tớ sợ quá. Tụi mình có bài thi hả? Giáo viên này đáng sợ lắm. Kinh khủng luôn ý. Có thể tệ đến mức nào chứ? Dớt môn là về đội của cô nhé. Chúng ta phải làm gì đây? Này, để tớ nghĩ phát coi nào. Ra rồi. Đồ trang điểm của tớ. Ờ, thấy rồi mà để làm gì đấy? Chống mắt lên mà xem này. Tớ sẽ lấy chút mỹ phẩm ra bằng ngón tay. Rồi thì sao? Rồi tớ sẽ phết nó lên đầu gối. Ồ, tớ hiểu cậu đang làm gì rồi. Nếu mà tán tán ra thì nhìn y như thật luôn. Trông ghê quá đấy. Cậu thử đi. Khó thế nhỉ. Cảm ơn cậu, dù sao thì ý này cũng hay. Mà tớ có cách khác nè. Gà cao su hả? Nhầm thế, tại nó vui quá ấy mà. Tớ cần cái này nè. Hôm nay kiểm tra đó, thật là vui quá đi. Em chào cô, tụi em gặp tai nạn ạ. Thế mà các em vẫn muốn thi sao? Đi đi các em, nghỉ ngơi dưỡng sức nhé. Ui, đau dã man. Thành công mỹ mãn luôn. Tuyệt, khỏi kiểm tra. Này các em, cùng các em sẽ thích làm bài tập về nhà. Bắt quả tang nhé. Chạy đi. Lại ăn nữa hả Madison? Tớ mới chạy 8 cây đấy. Khát quá. Này không còn giòn nào nữa hả? Mình sẽ đổ thêm vào đây. Hãy kiểm chứng kỹ năng đổ nước phi thường của tớ đi. Phải vào chai chứ. Thôi nào tập trung. Giờ thì nhìn rõ hơn rồi. Và đổ. À, đổ hết ra ngoài mà chẳng được tí nào vào chai. Bực thật. Thế này còn chẳng đủ một ngụm. Mình không muốn chết khát ở đây đâu. Này cho tớ mượn đũa tí. Thứ này là câu trả lời cho lời cầu nguyện cơn khát của mình. Chỉ cần đổ nước vào qua đũa vào chai và nước sẽ vào trong ngay. Mẹo hay chứ hả? Wow, cậu học đâu trò này đấy? Xem tớ làm được không này. Tớ sẽ đổ nước cam vào đây. Đường này. Cứ như nước dính vào cái đũa ý. Giờ cho nước vào chai thật là dễ dàng.